Bắt đầu từ sáng 24 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 6, thành phố Đà Nẵng sẽ tạm ngưng hoạt động đối với các loại xe tải ben, xe chở đất đá, xe container trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn thành phố để đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2019. Cụ thể, tạm ngưng hoạt động đối với các loại xe ô tô kéo rơ móc, sơ mi rơ móc, ô tô xe tải, tự đổ, ô tô tải ben, lưu thông chở đất, cát, vật liệu xây dựng, san lấp trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn của thành phố, trừ các tuyến đường sau: hầm Hải Vân, Túy Loan, quốc lộ 14B, đoạn từ đường hầm Hải Vân, Túy Loan đến cầu vượt Hòa Cầm, quốc lộ 1, đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến giáp tỉnh Quảng Nam, đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi, đoạn đi qua địa phận của tỉnh Đà Nẵng. Lực lượng công an thành phố chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi, đồng thời tăng cường lực lượng chốt trực, hướng dẫn đảm bảo giao thông, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.